thì em có bầu con nhỏ. Hai vợ chồng cùng nghiên cứu ra cái công thức thì lúc đầu cũng 100-200 triệu thôi, thì bây giờ hơn 2 tỷ. Học hỏi mỗi ngày và quảng bá mọi lúc mọi nơi. Bình quân là mỗi ngày 500 đến 1 tấn khô. Mỗi ngày? Dạ. OCOP 3 sao đầu tiên của An Giang. Xin chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Khơi nguồn cảm hứng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp chị Kim Loan. Chào chị Kim Loan. Dạ. Chị có thể giới thiệu cho khán giả biết chị đến từ đâu và chị đang kinh doanh sản phẩm gì? Dạ, để biết xem em là người ở đâu thì mời quý khán giả lắng nghe em hát một câu nha. Cái vợ có hồi nào già bao nhiêu tuổi mà ai cũng bảo rằng vợ mới quê hương. Thì em đã hát câu hát rồi, thì mời anh Lâm đón cho các em là người ở đâu nè. Ở nơi đó tôi có một người thương, cứ chiều chiều nàng ra bờ sông giặt áo. Vậy thì khi mà Lâm biết tiếp câu hát này, chứng tỏ mình Lâm đã biết đây là bài hát rất nổi tiếng, Chợ Mới. Và chắc chắn Kim Loan đến từ tỉnh An Giang, có đúng không ạ? Dạ, em là Kim Loan, đến từ Chợ Mới An Giang. Sản phẩm của em kinh doanh là khô cá lóc. Thưa chị Kim Loan, khi khởi nghiệp thì mỗi một vùng miền, một địa phương có những sản phẩm khác nhau. Vậy thì lý do gì mà chị Kim Loan chọn sản phẩm là khô cá lóc? Thì đó như là cái duyên của mình với Lâm. Tại vì em là giáo viên, bên cạnh đó thì gia đình em có chăn nuôi heo. Heo thì nó bị dịch bệnh nhiều, cho nên là xung quanh thì các chị em có nuôi cá. Thì từ đó em mới chuyển sang nuôi cá. Rồi mình nuôi cá đến ngày thu hoạch thì có nhiều thương lái lại mua, mua để xuất khẩu và mua làm khô nữa. Thì người ta khen là con cá của mình là nguyên liệu làm khô rất là ngon. Cho nên em mới nảy sinh là sao mình không làm cái sản phẩm khô để cho đặc trưng của Chợ Mới mình. Tại vì Chợ Mới thì cũng có khô nhưng mà chưa có đi sâu vào thị trường hơn nữa. Cho nên em là quyết định làm nghiên cứu ra sản phẩm khô mang nét riêng hơn nữa để nổi bật hơn cái sản phẩm đặc trưng của địa phương mình. Vậy là đây phải cảm ơn khách hàng, không chỉ mang cho mình doanh số, thu nhập mà lại còn mang cho mình cả ý tưởng kinh doanh mới nữa. Dạ. Thì lúc đầu cũng rất là khó khăn, không phải khi không mình nghiên cứu ra là được cái sản phẩm ngon. Em bắt đầu là tìm những sản phẩm của các cơ sở kinh doanh khác. Miền Tây thì rất là nhiều sản phẩm khô cá lóc ở Đồng Tháp. Thậm chí là Chợ Mới thì cũng có nhiều doanh nghiệp đã sản xuất trước mình rồi. Cho nên mình phải nghiên cứu cái gì mà cho nó đặc trưng riêng. Thì em mua những sản phẩm của những cơ sở khác về, thậm chí mua của Đồng Tháp, của Long An, tỉnh bạn luôn. Về hai vợ chồng cùng nghiên cứu ra cái công thức. Thì cái công thức khô của em là nó lạc, nó vừa ăn, nó không ngọt và nó cũng không mặn. Thì mình cũng nhờ người quen, các đồng nghiệp thử cái hương vị của mình sao cho nó chuẩn. Đến khi mà cũng được cỡ 80% ủng hộ rồi đó, em mới đăng ký giấy phép kinh doanh. Cũng may mắn lúc đó là chương trình của Bộ Nông nghiệp đưa ra chương trình OCOP là mỗi xã một sản phẩm. Thì em mới nhanh chân đi đăng ký hưởng ứng cái chương trình đó của Bộ Nông nghiệp. Và cũng may mắn là em là OCOP 3 sao đầu tiên của An Giang về sản phẩm khô cá lóc. Vậy với chị là một người phụ nữ thì cái khó khăn lớn nhất khi chị bắt đầu khởi nghiệp với cái sản phẩm khô cá lóc Kim Loan là gì? Lúc đó thì em có bầu con nhỏ, em là giáo viên nữa. Cho nên là khi khởi nghiệp cũng rất là khó khăn. Thứ nhất là nguyên liệu, thứ hai là sử dụng lao động, và mình phải đào tạo cho các chị em biết cách sản xuất ra công khô sao nó đẹp. Rồi mình nghiên cứu công thức khô, thì gia chạm với những sản phẩm trôi nổi thị trường. Hay nữa là cái sản phẩm của các cơ sở đi trước mình cũng rất là khó khăn. Thì cũng phải cố gắng mỗi ngày để mà hoàn thành cái hồ sơ, cố gắng để tạo công ăn việc làm, không chỉ mà cải thiện cái đời sống của gia đình mà còn giúp cho địa phương có cái sản phẩm gọi là đặc trưng. Để ai mà nói đến khô cá lóc thì sẽ nhớ đến khô cá lóc Chợ Mới và nhớ đến khô cá lóc Kim Loan của em. Vậy là hiện nay là cái cơ sở của mình đã giải quyết cho lao động địa phương là bao nhiêu người chị Loan? Dạ, em sử dụng là 10 lao động nữ và 5 lao động nam. Của cái công việc này sản xuất và chế biến, mấy Lâm nghĩ rằng là phải cần nhiều năm hơn, tại sao là nữ lại nhiều hơn? Tại vì bản thân em là nữ. Cho nên em là muốn giúp cho các chị em phụ nữ mình có công ăn việc làm,
làm ổn định, để mà nói chung là khẳng định vị trí trong gia đình, là mình có thể là chia sẻ cái kinh tế với chồng mình. Đúng. Cho nên là em thu nữ nhiều. Chị Kim Lan này, thực chất hiện nay với các sản phẩm khô cá lóc hay là nhiều sản phẩm khô khác, mọi người luôn có một cái e ngại về cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Dạ. Vậy thì vệ sinh an toàn thực phẩm tại khô cá lóc Kim Lan như thế nào, và làm sao chị có thể thuyết phục khách hàng rằng có niềm tin rằng đây là sản phẩm sạch? Nói chung là em á thì lấy cái tâm làm nghề nhà giáo để làm con khô, không chỉ mình làm cho người khác ăn mà bản thân gia đình mình ăn có thể ăn được. Tại vì em đi dạy thì gia đình rất là nhiều việc, cho nên là em làm cái con khô thì nhiều khi mình cần thì mình có thể lấy ra mình ăn được. Mình nghĩ là sản phẩm rất an toàn mình mới dám ăn, và mình muốn là đem đến cho mọi người tiêu dùng cái sản phẩm thật là an toàn, cho nên tuyệt đối là không xài chất bảo quản, không xài phẩm màu và không phun xịt chất chống ruồi. Là em phơi trong nhà lưới, em bao lưới là có cửa đậy lại, xong rồi bây giờ thì được sở khoa học công nghệ hỗ trợ cái nhà sấy năng lượng mặt trời. Nhà sấy năng lượng mặt trời thì trong đó có 3 tầng dĩ phơi, mà trong đó có 10 cái xe dĩ, thì cho sản lượng rất là nhiều và hạn chế tối đa cái động vật gây hại. Rất cảm ơn chị Loan với một sản phẩm mà xuất phát từ quê hương của mình, nguyên liệu từ quê hương của mình, giải quyết được công an việc làm quê hương của mình, và điều quan trọng nhất đó là gì ạ? Là mình dám ăn sản phẩm của mình. Thưa quý vị khán giả, cái câu chuyện mà làm sản phẩm và dám ăn sản phẩm của mình nghe từ đơn giản, nhưng ở đâu đó chúng ta vẫn thấy có những câu chuyện rất đau lòng. Đó là có những hộ kinh doanh mà khi mà sản xuất rau thì phân ra rõ ràng là một khu rau để chỉ để bán và khu rau riêng cho gia đình mình để ăn. Và đây là một câu chuyện mà gì ạ? Là lương tâm, là trách nhiệm nghề nghiệp. Và tôi hy vọng rằng là gì ạ? Các bạn trẻ khởi nghiệp, một, hãy làm từ tâm, hai, hãy đặt sự tử tế lên hàng đầu, để không chỉ cho bản thân mình, cho gia đình mình, mà cho cả cộng đồng nữa. Chị Loan thân mến, thường nhắc đến khô cá lóc giống như Mai Lâm thì chắc chắn Mai Lâm sẽ chọn đó là sản phẩm khô cá lóc đồng, đó là cá tự nhiên. Còn nếu như biết sản phẩm cá lóc nuôi á, thì ngay bản thân là ăn thôi bình thường đã không ăn rồi, chứ đừng nói đó là gì ạ, đó là ăn sản phẩm khô cá lóc. Trong khi đó Kim Loan đã phát triển sản phẩm khô cá lóc là do mình nuôi. Vậy thì để đạt được cái việc là thị trường chấp nhận sản phẩm nó phải ngon như là cá lóc đồng, vậy thì Kim Loan có bí quyết gì không? Cái này là cũng nét riêng của sản phẩm khô cá lóc Kim Loan. Là sản phẩm của em á, là hộ kinh doanh, cho nên là nguồn nguyên liệu của em là lấy từ cơ sở luôn. Là em nuôi cá lóc trên bể bạc. Cái quy trình là phải chọn giống tốt, mình chọn con giống là con cá lóc đầu vuông. Thì cũng nhờ thiên nhiên ưu đãi là cái dòng nước của chợ mới tạo ra cái lượng thịt của con cá lóc đầu vuông nó dai ngon như cá lóc đồng. Như cá lóc đồng luôn. Thêm mà cái kỹ thuật mà được hướng dẫn chăn nuôi á, thì mình sẽ đảm bảo là con cá nó sạch. Sau đó mình nuôi theo con nước, là mình xây bể bạc trên mặt phẳng đất, mình thay nước mỗi ngày theo con nước lớn, thì nó hạn chế tối đa cái độ hôi của con cá, hôi bùn của con cá so với các sản phẩm mà người ta nuôi cá lóc ở những cái hầm. Quan trọng á là mình không có xài thuốc cấm. Thứ hai nữa là mình tẩy dung sáng định kỳ, thì cái ruột con cá lóc mà của cái dùng của em nuôi á là nó sạch hơn so với con cá lóc đồng luôn. Và em có thể tận dụng là em bán được ruột cá lóc nè, và các sản phẩm của con cá thì em tận dụng hết, như gò má cá lóc, lưỡi cá lóc, rồi bao tử, thậm chí tới dãy con cá là em tận dụng hết, là không có còn phế phẩm. Bởi vì cho nên là cơ sở của em cũng là cung cấp cá lóc tươi để cơ sở mà xuất khẩu á. Thì để đầu tư được một cái cơ sở đào ao phủ bạc thay nước và cần rất nhiều yếu tố kỹ thuật, vậy thì để mà mình đầu tư được một cơ sở ban đầu như vậy thì cái số vốn ban đầu chị bỏ ra là bao nhiêu ấy? Vợ chồng em tích góp thì lúc đầu cũng 100-200 triệu thôi. Mình nuôi ao từ từ, nuôi 1-2 bồn cá từ từ. Xong rồi khi mà em quyết định làm khô thì lúc đó là em cũng được 6 bồn. Và hiện tại thì em làm 10 bồn cá. Thì dần dần thì khẳng định là sản phẩm mình phải cần ra thị trường, cho nên mình phải cải thiện và đầu tư hơn nữa cơ sở vật chất, như là nhà sấy hay là máy hút chân không, rồi bồn nuôi, tủ đông, kho đông để mình bảo quản sản phẩm được tốt hơn. Thì bây giờ tổng số đầu tư của em là lên được hơn 2 tỷ. Chị Kim Loan có thể cho biết là hiện nay thì cái cơ sở cá lóc Kim Loan ấy, thì ngoài cái sản phẩm cá lóc ra thì còn có những sản phẩm gì nữa không? Thì cơ sở của em cũng làm các loại khô, như là khô cá lóc sợi nè, rồi gò má cá lóc nè, rồi lưỡi cá lóc nè, khô cá chạch đồng, rồi cá sặc gằn, sặc bổi. Thì bình quân là mỗi ngày em sản xuất là 500
trăm đến tấn khô một ngày. Dạ, với nhiều sản phẩm như vậy thì em có rất là nhiều kênh em phát triển, các chợ truyền thống, rồi các kênh siêu thị mini, Mekong Connect, rồi bán trên TikTok, rồi em đi quảng bá rất là nhiều trên các hội chợ, tích cực là đi các hội chợ từ Bắc tới Nam, từ Hà Nội đến Sóc Trăng, Bạc Liêu thì em cũng đi đẩy khắp và đi theo các chương trình của trung tâm xúc tiến. Mình không có đặt vấn đề là cái người tiêu dùng mua cái đợt mình đi hội chợ đó bao nhiêu, nhưng mà mình muốn là người tiêu dùng thử được cái sản phẩm của mình và phản hồi lại cái sản phẩm của mình như thế nào. Đó là mình rút kinh nghiệm cho bản thân, rồi qua đó thì người ta biết nhiều hơn về sản phẩm của mình thì mình chắc hơn về cái vị trí của sản phẩm khô cá lóc Kim Loan trên thị trường hơn nữa. Không phải là khi không mà em được nhiều người biết đến. Lấy cái câu trong giáo dục mầm non là mọi lúc mọi nơi, và em quảng bá mọi lúc mọi nơi thì từ đó thì mới được nhiều người ủng hộ và sản phẩm của mình được cái vị trí như ngày hôm nay. Một cô giáo mầm non và bây giờ trở thành một chuyên gia về marketing với mọi kênh, mọi lúc mọi nơi. Vậy thì chị học cái chiến lược truyền thông quảng bá sản phẩm này từ đâu? Nói chung thì em cũng là người phụ nữ bình thường thôi, em cũng học hỏi mỗi ngày, mình lắng nghe, tích góp và tiếp thu kinh nghiệm, học hỏi từng người, không chỉ là trong ngành nghề khô của mình, mà mình đi hội thảo thì có nhiều ngành nghề khác, nhiều cô chú khác, mình học hỏi kinh nghiệm về quảng bá sản phẩm nè, rồi thay đổi bao bì, cách thức mà mình đi quảng bá làm sao thì mình cũng phải tích góp những cái kinh nghiệm đó và tiếp thu. Vậy thì Kim Loan đã phấn đấu với sản phẩm khô có Kim Loan này thì chị có định hướng gì cho ngày mai? Chị có nghĩ đến câu chuyện là gì ạ? Sẽ đưa sản phẩm này vươn ra thị trường quốc tế hay không? Dạ, em cũng định hướng nhưng cũng tham lam một chút là định hướng cho sản phẩm mình ra thị trường quốc tế. Thì trước tiên thì thị trường Đông Nam Á thì em cũng xúc tiến là tham gia các cái cuộc hội thảo ở ngoài để mà sản phẩm mình đi rộng rãi hơn. Nếu bây giờ mà một bạn trẻ ở một đất nước nào đó muốn trở thành đại lý của Kim Loan thì phải làm sao? Em thì cũng có website khocaloc.vn và em có địa chỉ ở đó. Khi mà search Google hay là trang Facebook gì khô cá lóc Kim Loan thì cũng có địa chỉ của em. Là có thể liên hệ được, đúng không ạ? Chắc là Mai Lâm sẽ phải chuyển thành một cái đại lý khô cá lóc của Kim Loan tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, cảm ơn anh trước. Nhớ giảm giá discount cho Mai Lâm nhiều chút nào. Dạ, nhất định đây. Chị Loan thân mến, để có được một thành công tạm thời như hiện nay thì cái người đồng hành lớn nhất cùng chị hiện nay là ai? Thì để có thành công như ngày hôm nay thì người mà mình biết ơn nhiều nhất đó là ông xã của mình. Thì ông xã đã khởi đầu là ông xã nuôi em đi học giáo viên. Và khi mà bán duyên đến cái nghề làm khô á thì cũng là khởi xướng là ông xã nuôi cá và ủng hộ không chỉ là vật chất mà còn tinh thần. Để mà mình vừa làm giáo viên tốt mà vừa kinh doanh đạt hiệu quả như ngày hôm nay. Vậy thì thông qua cái chương trình truyền hình này chị có muốn nhắn nhủ gì với anh? Thì đến với chương trình hôm nay thì có mình nên em là đồng hành với chương trình thôi. Nhưng mà em gửi lời cảm ơn từ xa đến ông xã. Là động lực cho em để phấn đấu với vừa kinh doanh vừa làm giáo viên theo đuổi đam mê của mình. Đôi khi thì cũng sống rất nhiều khó khăn nhưng mà vợ chồng gắng vượt qua và anh luôn ủng hộ em về mọi tinh thần và cùng vượt qua những khó khăn. Tại vì cuộc sống không khi nào mà nó dễ dàng hết nhưng mà vợ chồng cùng cố gắng vượt qua thì một lần nữa em cảm ơn anh xã. Thưa quý vị khán giả, thông qua câu chuyện của chị Kim Loan ngày hôm nay thì Mai Lâm thấy rằng con đường khởi nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng. Tuy nhiên, nếu có những người bạn của mình đồng hành, đặc biệt những người bạn đời luôn đồng hành hỗ trợ thì câu nói của ông bà ta là đồng vợ đồng chồng chúng ta phải đồng cả. Và tôi hy vọng rằng là trong rất nhiều những người phụ nữ khởi nghiệp như chị Kim Loan ngày hôm nay ở đây thì luôn có sự ủng hộ của các ông chồng, và sự đồng hành này không chỉ mang đến sự thành công trong kinh doanh
mà là một gia đình hạnh phúc. Thưa chị Kim Loan, trước khi chia tay với chương trình thì Mai Lâm muốn chị Loan có đôi lời gửi đến những bạn trẻ không chỉ ở An Giang nói chung mà cả nước nói riêng, muốn khởi nghiệp trên quê hương của mình thì các bạn cần những cái điều kiện gì và làm gì để duy trì cho cái mục tiêu khát vọng trên quê hương của mình? Thì em muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ, mỗi khi mình đưa ra cái mục tiêu, mình làm những sản phẩm hay là mình có kế hoạch gì thì mình nên đưa cái mục tiêu hàng đầu là đóng góp cho quê hương, cho quê hương của mình. Và kinh nghiệm thì không chỉ một ngày mà mình cần phải tích lũy từ từ, và mình làm tốt mỗi ngày, phải cố gắng cho mình hơn ngày hôm qua. Rất cảm ơn chị Kim Loan đã đến với chương trình Khơi Nguồn Cảm Hứng của Đài Truyền Thành phố Hồ Chí Minh. Và quý vị khán giả cũng đừng quên theo dõi chương trình Khơi Nguồn Cảm Hứng của Đài Truyền Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng thứ 3, thứ 5 và lúc 6:15 sáng.